cảm ơn các bạn. Các bạn đọc rất là giỏi. Bạn Khánh Vy cũng rất là khéo khi mà mời được các bạn. Các bạn đã đọc vần rất tốt này, đọc tiếng rất tốt. Bây giờ chúng mình cùng nhau vào việc thứ ba nhé. Cô sẽ viết các tiếng trên bảng. Các bạn chăm chú theo dõi, đọc thầm, sau đó cô sẽ mời các bạn đọc. Rất giỏi. Nào. Cô mời Gia Huy. Cô mời em. Dạ. Cô cảm ơn. Nào. Mời Bảo Minh. Dạ. Rất tốt. Mời nhóm 4. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. 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 Rất giỏi, cô cảm ơn. Nào, ai đọc được? Nào, cô mời Ngọc. Lan Man. Cảm ơn. Cô mời em. Lan Man. Lan Man. Lan Man. Lan Man. Cô mời em. Cô mời em. Lan Man. 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 Rất tốt, cô cảm ơn. Cô mời Gia Linh. Mời tổ 1. Rất khen. Các bạn đã đọc ở trên bảng rất là giỏi. Bây giờ ai đọc được tất cả? Mời Lan Anh. Cô cảm ơn. Cô mời em. Rất khen. Mời Ngọc Hà. Các bạn đã đọc trên bảng rất là giỏi. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng chuyển sang một hoạt động mới. Nhìn vào mô hình ở đầu trang, em biết điều gì? Mời Ngọc Hà. Cô mời Khang. Em biết phần A có hai âm,
cô cảm ơn. Bây giờ các bạn sẽ cùng đọc thầm lại cả bài. Âm chính A, âm cuối N. Lan man, bàn tán, tản mạn. Hoa ban, quả nhãn, rán, rán. Vạn sự như ý. Bây giờ cô mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đọc. Cô mời em. A, N, A, âm chính A, âm cuối N. Lan man, bàn tán, tản mạn. Cô cảm ơn, cô mời em. Hoa ban, quả nhãn, rán, rán. Hoa ban, quả nhãn, rán, rán. Vạn sự như ý. Cảm ơn, mời Ngọc. Mời tổ ba. Được cả bài. Cô mời em. Cô cảm ơn. Cô mời Phương Vi. Làm việc nhóm đôi bắt đầu. Rất khen. Nhóm nào xong báo cho cô biết. Bây giờ thi xem nhóm nào đọc hay hơn, đều hơn. Xin mời nhóm của Khánh Vy. Mời hai bạn. Lan man, bàn tán, tản mạn, hoa ban,
mời bạn. Cô mời Diệp Anh và Minh Đức. Cô mời hai bạn trai nào. Rất là giỏi, rất là đều. Trước khi sang việc mới, cô mời bạn Hà lên cho cả lớp giải lao. Chúng mình sẽ sang việc 4. Để viết cho thật đúng và thật đẹp thì chúng mình sẽ tập viết. Em viết dán. Dán. Dán sắc. Dán. Jean. Bàn tán. Bàn. Bàn. Tán liền bàn. Thank you.
Các bạn đã viết bảng rất là tốt, rất là đẹp. Bây giờ cô muốn mời các bạn sang hoạt động tiếp theo. Các bạn sẽ nghe cô đọc nội dung hôm nay chúng mình viết. Hoa ban, bàn tán, quả nhãn, dán vở, vạn sự như ý. Chúng ta bắt đầu. Hoa. Ban. Bàn tán, bàn. Bàn huyền vàng. Tán. Quả nhãn, quả. Quả, quả hỏi quả. Khi viết tiếng quả, em chú ý điều gì? Cô mời Lan Anh. Em thưa cô, khi viết tiếng quả, em chú ý đó chính tả. Âm cờ đứng trước âm đệ phải viết bằng chữ U. Âm đệ phải viết bằng chữ U. Cô cảm ơn. Cô mời cả lớp cùng viết. Hoa nhãn. Dán vở. Dán. Dán. Dán sắp dán. Dán vở. Vạn sự như ý. Vạn. Mời cả lớp nghe. Ý. Ý. Ý sắc ý. Khi viết tiếng ý em có cần chú ý điều gì không? Nào, mời Việt Hưng. Em mời cô, khi không có âm đầu, âm y phải viết bằng chữ y dài ạ. Giỏi lắm, mời cả lớp. Phát chữ như ý. Rất tốt. Cô thấy hôm nay các bạn viết chính tả rất giỏi. Các bạn đã viết xong bài. Mời các bạn đọc lại. Cô khen này, hôm nay các bạn viết chính tả rất tốt. Cô nhận thấy có một số bài rất là đẹp, ví dụ như bài của Diệp Anh, bài của Quỳnh Hương, bài của Minh Nhật, bài của Khánh Vi, Minh Anh. Cô cảm ơn các bạn. Hôm
nay về nhà bố mẹ hỏi: hôm nay con học được điều gì? Các bạn sẽ trả lời thế nào? Mời Nhật. Em thưa cô, hôm nay em học được vần An. Vần An thuộc loại vần có âm chính và âm cuối ạ. Rất giỏi. Như vậy là lớp mình hôm nay đã học một bài mới đúng không? Các bạn đọc rất là giỏi này, viết rất là tốt. Các bạn rất là tích cực giơ tay. Cô muốn cả lớp sẽ có một tràng pháo tay thật to để thưởng khen lớp mình. Giờ học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các bạn. Cô mời các bạn nghỉ.